Đây, sau khi mình rã cái con Sigurd FI chạy 260.000 cây số, quá dữ rồi, theo là chủ nhân nha. Đó, đã ra thì nồi đồ này kia là đi hết rồi. Xe này có làm nồi mấy lần rồi. Bây giờ là ra luôn nha. Nó kêu cạch 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 đó. Có quay cho anh em coi đó. Máy Sigurd là quá bền. Nó hơn cả mấy cái chiếc mà quay Thái luôn. Bạc đạn là thấy chưa rơi lắm đó. Chỉ rơi cái tay giờ nó kêu cạch 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 cạch. Rồi tông thì nó đóng khói khá nhiều, nó dày lên luôn. Nồi là rơ láng hết rồi. Giờ không có kêu rồi đó. Không xăng thì giờ đừng nói tới luôn. Giờ mà lên móc luôn. Đây cái đầu quốc nè. Xong men. Bây giờ tới trong này luôn. Cái bung ghi là nó đóng qua tới lớp này luôn rồi. Đó, đều thấy rõ không? Tùng rồi, rất là tại rồi. Chạy nhiều quá xứng đáng đồng tiền rồi. Rồi, mình sẽ rã ra, xong làm tông hết rồi mình ráp cho anh em xem đó. Một chiếc xe quá xịn sò, quá bền, xứng đáng đồng tiền. Sau khi mình đã cái dên ra xong, đây là thắt. Đấy, quay đầu lòng rồi á, giờ tới dên rồi. Rồi đừng nó tới luôn. Đây mình dỗ thử cho anh em xem nè. Hai trăm sáu mươi ngàn cây số là nó cỡ này á, nói chung là cũng quá bền nè. Sigurd FI quá bền. Đó. Đó kêu không? Rồi, ok. Để giờ mình sẽ rã ra, mình thay bạc đạn. Bạc đạn nó cũng rơ hết rồi. Nói chung là vui cục máy lại, làm nồi rồi hết luôn. Đây chiếc Sigurd sau khi mình trẻ máy mình làm xong thì mình thay các bạn đạn dên nè, thay dên nè, ép dên lại, cân chỉnh lại cho nó đều, thay bít tông bạc lên cốt bố mà càng dán cho nó dài hơn, gì cái độ bắt nó bắt hơn cho nó bền á. Làm nồi lần anh em chạy cho mấy năm rồi, bảo hành 6 tháng cho anh em luôn nha. Tán cái chuồng heo là không có giọng, không có bị rơi nữa nè. Rồi sấy lòng lại làm cho cái mặt phẳng này nó không tuyệt đối luôn, nó kín dần hơi thôi, xe mình nó ngon hơn. Rồi thay xúc bắp, làm xúc bắp, sấy xúc bắp rồi lại hết kính rồi, nồi luôn nè. Rồi rửa hết rồi, giờ ráp vô kho dên, ráp vô. Bây giờ anh mình làm lại nó không còn kêu cọc cọc nữa nha. Đây. Thấy không? Đúng zin nó là nó chuẩn, nó không kêu. Còn cái ghế chạy nhiều quá nó kêu cọc cọc cọc. Nó không có còn rơ nữa ha. Đó, mới hết. Để xong rồi mình đắp máy nổ cho anh em nghe nha. Sigurd FI chạy 260.000 cây số. Ây, sau khi khò nóng xong rồi nên thì giờ mình bỏ vô. Anh em khò đúng lửa là nó vô. Nghe nhàng. Rồi anh em đợi nó nguội nha. Anh em đừng đổ xăng hay đổ nước giờ nó rút lóc nó không có ngon. Trong thời gian này mình đi ráp rồi sau đầu móng chén xúc bắp. Mình làm mấy cái kia trước xong nó đợi nó nguội. Xong mình sẽ ráp con heo số vô, ráp heo số căng lười vô, xong mình chiếc kèo ấp vô rồi. Vậy là xong ha.
còn canh nồi nữa, con xe này canh nồi đậu luôn cho nó mạnh. Đấy, thì mình ráp xong rồi anh em. Số vọng là ok, nhìn cái cốt là đây là hàng số 1. Số nó bằng nhau rồi. Dên nè, mặt đạn nè, mới hết. Đạn của CWSP với 150-135 xài chung rồi, 6305. Đây là một con NTN. NTN là tốt nhất của Nhật nha này. 6305. Rồi sau khi mình ráp xong hết rồi, thì tới phần nồi. Hai lá bố nè. Bố này nó dày hơn zin nè. Cái đầu bám nó bám hơn. Mặt bó nó dày thật rồi. Nó mặt cạn, chuông, chuông heo rồi. Đó, ráp ra lòng xong rồi, cái hộp xăng chuông khuyên. Mình ráp lên máy lên xuồng. Mình nổ máy rồi. Yeah! Đây, sau đây mình test con Sirius FE. Thì sau khi gắn máy làm lại hết. Làm nồi rồi hết luôn. Có bảo hành nha anh em. Tối á nha, mà nó im rồi đó, bịch bột quá anh tắt rồi. Có tiếng giọng tiếng kêu rồi. Hết luôn nha anh em, làm full của máy luôn nha. Em có yêu cầu làm máy độ cái kiểu nồi của mình nha. Không, chú xe quay chú xe hỏi chú xe coi nhiêu. 260 ngàn là tôi còn hai lần, cái này là nhiều nữa, 57 ngàn. Quá kiếp rồi, rồi. 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 Rồi.